Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình tường thuật bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị theo dõi một trận đấu được dự đoán là rất hấp dẫn ở phía trước. Tôi là bình luận viên của VPL Pass và người đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là bình luận viên Kiên Đắc Kỳ. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi Kiên Đắc Kỳ sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Tổ trọng tài và các cầu thủ đang bước ra sân để chuẩn bị làm các thủ tục trước khi trận đấu bắt đầu. Trọng tài chính ngày hôm nay là ông Putin, người Nga. Hai trợ lý là các ông Sergei Lavrov và Sergei Shoigu. Và đây là đội hình thi đấu của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Từ Văn Thuần. Cắt bóng rất dễ dàng. Chuyền bóng. Bóng đã được phát ra. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Sâm Ngọc Đức có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Bóng đã bị chặn lại. Mà không Quân. Yến Xuân Tú rất gọn gàng và chính xác. Thanh Bình có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Tình huống nguy hiểm, pha giải nghi rất đúng lúc. Bóng đã được phát ra, ý đồ khá tốt. Pha phạt bóng rất đúng lúc. Vẫn tiếp tục đi bóng. Rất tốt. Ý đồ khá tốt. Pha giải nghi rất đúng lúc. Như vậy là sẽ có một chiếc thẻ vàng được rút ra. Cơ hội dứt điểm. Cơ hội rất tốt, tuy nhiên đã không được tận dụng, quá đáng tiếc. Tình huống nguy hiểm, một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Hải Huy tình huống phá bóng thiếu dứt khoát. Hải Huy Xuân Hùng thoát xuống rất nhanh. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Một quả ném biên. Một quả chưa bóng. Đấy đâu. Không thành công.
những đường chọc khe như thế này luôn gây ra những khó chịu cho hàng phòng ngự. Và như vậy hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là không đều. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Hiệp 1 đã diễn ra rất sôi nổi với nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai bên tạo ra, nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số vẫn đang là không đều. Chọc khe, bóng đã được phát ra. Cơ hội, pha giải nguy rất đúng lúc. Đường truyền đã bị chặn lại. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Rất thoáng. Dứt điểm đi. Pha bỏ lỡ rất đáng tiếc. Ở tình huống này anh nên để ý đến độ chính xác thay vì chỉ là một cú sút thật mạnh. Và phá bóng thiếu quyết đoán, ý đồ quá lộ liễu. Mà không quân vẫn còn cơ hội dứt điểm, có thể triển khai tứ giác tấn công. Mà không quân đường truyền rất đúng địa chỉ, rất quyết tâm. Một cú sút vào. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Bóng đi đây khó chịu, và tất nhiên thủ thành không có một chút cơ hội. Bàn thắng có lẽ sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo cách của mình. Việc các cầu thủ tự tin thi đấu và chiếm lấy thế trận sẽ dễ dàng đem lại kết quả thuận lợi cho họ. Có thể phối hợp với đồng đội phía trước. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Đồ Văn Thuần. Cơ hội phản công rất rõ ràng. Nhả lại bóng cho tuyến sau. Pha ngăn chặn kịp thời. Pha đi bóng rất táo bạo. Ý đồ quá lộ liễu. Tình huống rất nguy hiểm. Pha bóng rất cố gắng. Pha phản công. Cú sút. Goal!
Sự kiên trì bền bỉ, tấn công không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp. Khách quan mà nói thì bàn thắng vừa rồi là hoàn toàn xứng đáng với thế trận và tinh thần thi đấu rất máu lửa của họ. Sẽ có sự thay đổi người. Huấn luyện viên đã đưa ra hai sự thay đổi người liên tiếp. Họ đã có bàn thắng cơ hòa sau rất nhiều nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của mình. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau.